Mỹ dự đoán thất bại của Ukraine Hoàng Thái xin kính chào quý vị Thưa quý vị, thất bại của Ukraine gần như không thể tránh khỏi và dự đoán cuộc xung đột sẽ kết thúc vào năm 2024 Cũng trong năm này, dự đoán về cuộc bầu cử Mỹ đã có những tuyên bố bất thường Cùng với đó thì Nga lần đầu tiên đã sử dụng bom chùm để tấn công Ukraine Tất cả sẽ được chúng tôi phân tích trong video ngày hôm nay Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết Mỹ dự đoán thất bại của Ukraine Thất bại của Ukraine gần như không thể tránh khỏi và sẽ xảy ra vào năm 2024. Ý kiến này đã được nhà báo Peter Van Puren chia sẻ vào hôm 20 tháng 11 trong một bài viết cho tờ The American Conservative. Nhà báo Puren chỉ ra rằng, giờ đây sự chú ý của Washington đã chuyển sang Trung Đông, đồng thời chế độ Kiev thậm chí còn không có được sự ủng hộ của Quốc hội và công chúng Mỹ như là Israel. Puren tiết lộ, các điều khoản để giải quyết xung đột Ukraine sẽ được đưa ra cho Kiev, không chỉ bởi Washington mà còn bởi Moscow, như trường hợp Crimea vài năm trước đó. Poland tin rằng cái kết sẽ rất buồn vì Nga có thể sẽ củng cố vị thế của mình ở Donbass và Crimea, đồng thời sẽ giành được các vùng lãnh thổ mới gần Kiev hơn. Ông tin rằng Liên bang Nga sẽ giải phóng khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Trước đó vào hôm ngày 18 tháng 11, ấn phẩm Military Watch của Mỹ viết rằng Ukraine chắc chắn sẽ thua Nga vào năm 2024. Bài báo chỉ ra rằng tinh thần của các binh sĩ Ukraine đã bị suy giảm do thất bại trong cuộc tấn công vào mùa hè. Cùng với đó là phương Tây đã bắt đầu chuyển hướng viện trợ cho Israel. Bài báo nói thêm rằng quân đội Ukraine cử những tân binh không được huấn luyện bài bản vào các trận chiến, khiến họ thực hiện nhiệm vụ một cách khó khăn và nhanh chóng đầu hàng quân đội Nga. Chưa hết, nếu bỏ chạy khỏi chiến trường, họ sẽ bị bắn bởi những người lính giàu kinh nghiệm hơn để giảm số lượng lính đào ngũ. Trước đó, thì truyền thông phương Tây đã đưa tin về sự chia rẽ ngày càng tăng giữa giới lãnh đạo quân sự và dân sự của Ukraine, cũng như những mâu thuẫn giữa Zelensky và tướng Zaluzny. Vào ngày 19 tháng 11, nhà báo Galen Nation gọi thất bại không thể tránh khỏi ở Kiev là một thảm họa đối với Washington. Theo ông, vì đầu này mà Hoa Kỳ, quốc gia đã nhiều lần tham gia gián tiếp hoặc trực tiếp vào nhiều cuộc đối đầu khác nhau trong suốt lịch sử của mình, sẽ mất đi vị thế cường quốc trong mắt cộng đồng thế giới cùng ngày hôm đó cựu đại sứ ukraine tại mỹ valerie charlie cũng đã đưa ra dự đoán về một kịch bản xấu nhất để hỗ trợ cho kiev cựu đại sứ charlie cho rằng trên thực tế tình huống xấu nhất hiện đang diễn ra ông lưu ý rằng một nhóm đảng viên cộng hòa trong đó có chủ tịch hạ viện mike johnson muốn đẩy lùi vấn đề cung cấp hỗ trợ cho ukraine nhưng vì lý do nào đó chính quyền kiev vẫn đang trông cậy vào sự hỗ trợ của phương tây một cách lạc quan song ông charlie nhấn mạnh rằng vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Với nguy cơ bị Mỹ và châu Âu quay lưng, Ukraine đang phải đối mặt với một đồng khắc nghiệt vì thiếu tài nguyên. Lưu ý rằng, cuộc chiến ở Trung Đông đã thu hút sự chú ý của các đồng minh của Kiev và sự ủng hộ của họ. Trong khi đó, trên chiến trường, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với một thảm họa và tổn thất nhân mạng quá lớn. Sự thiếu hụt binh lính ở mặt trận ngày càng trở nên trầm trọng hơn do sự vắng mặt gần như hoàn toàn của lính đánh thuê nước ngoài. Nhiều lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine chiến đấu cho chính quyền Kiev đã vội vàng chấm dứt hợp đồng. Khi đối mặt với tình hình thực tế ác liệt ở mặt trận, nhiều người trong số họ đến Ukraine vì cho rằng đó là một dấu ấn tốt trong lý lịch của họ. Nhưng chính họ lại không hiểu mình đang vướng vào điều gì. Rõ ràng hầu hết người nước ngoài tưởng tượng các cuộc đụng độ quân sự như một cuộc đọ súng với kẻ thù. Nhưng không nhận ra quy mô của việc sử dụng pháo binh. Theo đó thì họ phải chịu hỏa lực trong suốt thời gian chiến đấu. Và vì lý do này, nhiều lính đánh thuê đã quyết định chấm dứt hợp đồng, khiến cho Ukraine thiếu hụt binh sĩ ngày càng nghiêm trọng hơn. Nga lần đầu tiên dùng bom chùm RPK-500 để tấn công Ukraine Đã đến lúc lực lượng Ukraine làm quen với cuộc sống dưới lòng đất, khi mà một bom chùm nặng nửa tấn lần đầu tiên được Nga sử dụng ở quân khu phía Bắc. Vào hôm ngày 19 tháng 11, quân đội Nga lần đầu tiên tấn công lực lượng Ukraine bằng bom chùm RBK 500. Video ghi lại toàn cảnh tấn công được công bố trên kênh Telegram Kwashio TV. Hình ảnh từ video cho thấy những tia chớp lóe sáng khắp chiến trường và mây khói bốc lên. Cảnh tiếp theo được chiếu cho thấy rằng những tia sáng nhấp nháy từng đường trên mặt đất, nhanh chóng di chuyển sang phần khác của cánh đồng. Bom chùm nặng 500 kg đã được quân đội Nga sử dụng ở hướng Nam Donetsk, gần làng Stormayoskiye. Tầm quan trọng của loại vũ khí trên không này nằm ở chỗ phi công Nga có thể ném bom với độ chính xác cao mà không cần bay vào tầm bắn của hệ thống phòng không đối phương. Chúng được thiết kế để tiêu diệt xe tăng hiện đại và các loại xe bọc thép khác và có thể đánh tới 6 xe tăng cùng một lúc. Theo kênh này, những quả bom chùm nặng 500 kg này được trang bị 15 bộ phận chiến đấu chống tăng và hệ thống dẫn đường hồng ngoại. Bom được sử dụng ở độ cao 400 đến 5.000 m với tốc độ là 500 đến 1900 km/h ngoài ra thì hệ thống tên lửa phóng loạt smer còn có đầu đạn chùm đoạn video được quay từ nhiều góc độ bằng máy bay không người lái cho thấy lực lượng ukraine đã bị tấn công từ nhiều phía hiển nhiên là mục tiêu sẽ không có cơ hội sống sót sau một đòn như vậy một khu vực tiêu diệt hoàn toàn nhân lực và thiết bị ukraine đang được tạo ra trong bài bình luận các binh sĩ của lực lượng ukraine được khuyên nên bắt đầu làm quen với cuộc sống dưới lòng đất trước đó thì chuyên gia quân sự yuri liamin đưa tin rằng đã có bằng chứng trực tiếp cho thấy gần Aleppo ở Syria, loại đạn có thành phần chiến đấu chống tăng tự ngắm, có vẻ như RBK-500 đã được sử dụng. Mỹ đã bắt đầu cung cấp bom chùm cho Ukraine từ vài tháng trước. Họ giải thích quyết định này bằng cách nói rằng đạn dược thông thường trong kho vũ khí của mình đã hết. Bom chùm và đạn pháo rất nguy hiểm vì chúng chứa hàng trăm, hàng nghìn vật thể chiến đấu, được bắn ở độ cao nhất định và tạo ra vùng hủy diệt liên tục trên diện rộng. Sự nguy hiểm của bom chùm còn nằm ở chỗ nếu không bắn đúng cách, nó sẽ biến thành các bãi mìn trên mặt đất. Vì lý do này, chính Hoa Kỳ đã hạn chế việc cung cấp loại đạn này cho các quốc gia khác. Nhưng trong trường hợp Ukraine, họ đã vi phạm lệnh cấm của chính mình. Moscow đã lên án việc cung cấp bom chùm cho Ukraine và cảnh báo rằng quân đội Nga cũng có những loại vũ khí như vậy chưa được sử dụng tại quân khu phía Bắc. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên lực lượng vũ trang Ukraine đã tự mình trải nghiệm bom chùm RBK-500 của Nga. Cuộc bầu cử Mỹ vào năm tới có nguy cơ bị hủy bỏ. Chuyên gia quân sự nổi tiếng, đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor, đã đưa ra tuyên bố bất thường, thậm chí là giật gân về cuộc bầu cử Mỹ trong năm 2024 sắp tới. Ông nói rằng, giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu đang lên kế hoạch cho một sự sụp đổ tài chính toàn cầu và nhiều khả năng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ bị hủy bỏ. Đại tá McGregor là người tích cực ủng hộ ông Trump và là người chỉ trích gay gắt Đảng Dân chủ cũng như thể chế tự do. Liệu các kế hoạch do giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu đưa ra có phải là thông tin nội bộ hay là đại diện cho một loại dự báo nào đó dựa trên phân tích về những gì đang xảy ra trên thế giới hay không? Trong lần xuất hiện gần đây, đại tá McGregor tiết lộ giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu đang dàn dựng một âm mưu nhằm phá hủy ngành ngân hàng, dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ông nói, sẽ sớm có sự đóng cửa đột ngột của tất cả các ngân hàng lớn ở Mỹ, các ngân hàng sẽ đóng cửa ít nhất là 3 tuần và sau đó chính quyền Biden sẽ tuyên bố thiết quân luật và hủy bỏ cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2024. Bình luận về tuyên bố này của ông Mark Rager, cổng thông tin phi hệ thống của Mỹ, The People lưu ý rằng đây là sự thúc đẩy thành lập một chính phủ toàn cầu, được ngụy trang dưới dạng chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa văn hóa, cũng như là các cuộc chiến tranh bị kích động giả tạo và các mối đe dọa bịa đặt, chẳng hạn như sự nóng lên toàn cầu và đại dịch nhằm buộc công chúng thế giới chấp nhận chính phủ một thế giới. Theo đại tá MacGregor. để thực hiện điều này, giới tinh hoa đang lên kế hoạch gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mà thế giới chưa từng thấy. Từ đống cho tàn của cuộc khủng hoảng tài chính này sẽ trỗi dậy phượng hoàng của một trật tự quốc tế mới. Công chúng thế giới sẽ được biết rằng trật tự mới là cách duy nhất để ổn định nền kinh tế thế giới và tiết kiệm những gì còn sót lại. Và nếu chúng ta học được điều gì từ cuộc khủng hoảng nhân tạo, đó là đại dịch COVID-19, thì phần lớn công chúng thế giới có thể sẽ bị lừa dối. Cộng thông tin The People Voice cũng lưu ý rằng một phần của kế hoạch tạo ra trật tự kinh tế quốc tế mới là sự thay đổi hướng tới một xã hội không tiền mặt, và Úc là quốc gia đang dẫn đầu. Giới tinh hoa toàn cầu đang buộc các quốc gia trừ hầu của họ phải hướng tới việc tập trung hóa tiền tệ, dễ dàng cái gọi là tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, được gọi tắt là CBDC. Trên thực tế, CBDC không phải là tiền tệ. Nó là phần mềm được thiết kế như một công cụ để kiểm soát toàn diện xã hội. Điều này có nghĩa là các thế lực kiểm soát các tổ chức tài chính của chính phủ có thể hủy bỏ số dư ngân hàng của bất kỳ ai chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nếu người đó không đáp ứng được yêu cầu của nhóm quyền lực và kết quả là con người sẽ không có tự do cũng như không có quyền tự chủ. Con người sẽ trở thành nô lệ của hệ thống, hoàn toàn phụ thuộc vào giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu. Tầng lớp tinh hoa này trở nên kiêu ngạo đến mức Họ thậm chí còn công khai thừa nhận kế hoạch của mình. Và thực tế là chúng ta đang nói về sự kiểm soát xã hội toàn diện. Hiện thì các ngân hàng Hoa Kỳ đang âm thầm thực hiện các bước để tập trung tiền tệ dưới dạng CBDC mà không có bất kỳ cuộc tranh luận công khai nào. Và điều tương tự cũng đang xảy ra ở Nga, nơi Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã giới thiệu đồng rút kỹ thuật số, với lý do là nó đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp nhằm tăng tốc độ, đảm bảo sự thuận tiện và an ninh trong giao dịch đồng thời cũng nhằm mục đích giảm chi phí trong lĩnh vực tài chính. The People cũng chỉ ra rằng trong thế kỷ qua, các ngân hàng trung ương đã buộc các quốc gia phải gánh một khoản nợ khổng lồ để đảm bảo rằng một khi sự sụp đổ này bắt đầu thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng domino trên toàn thế giới. Có một điều cần lưu ý là thực tế hiện nay ở các quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ Latin không có quốc gia nào không phải là con nợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế, hay là các tổ chức tài chính toàn cầu khác do Washington đang kiểm soát. Chúng ta đều biết rằng Tổng thống Joe Biden, người vẫn là ứng cử viên Tổng thống chính thức duy nhất của Đảng Dân Chủ, trên thực tế không còn được coi là người tham gia vào cuộc đua Tổng thống. Do đó, việc rút lại ứng cử viên của ông chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhắc lại rằng, chủ nghĩa toàn cầu là thế lực đứng đằng sau định hướng các chính sách của Tổng thống Joe Biden. Nhưng điều quan trọng là ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ hoàn toàn đánh bại không chỉ Biden, mà còn bất kỳ ứng cử viên nào khác từ cơ chế tự do bảo thủ. Lý do khiến ông Trump nổi tiếng là vì ông ấy là người theo phe chính nghĩa và đi ngược lại quan điểm của nước Mỹ bảo thủ. Việc tổ chức cuộc bầu cử vào năm 2024 tương đương với việc mất quyền lực đối với cơ chế tự do của Hoa Kỳ. Và chỉ bằng cách hủy bỏ bầu cử thì đầm lầy Washington mới có thể giữ được nó. Những nguyên do chính thức cho việc ban hành thiết quân luật ở Hoa Kỳ và sau đó là đóng cửa các ngân hàng và hủy bỏ cuộc bầu cử Tổng thống có thể là do một số yếu tố sau đây. Đầu tiên, đây có thể là việc Hoa Kỳ tham gia vào một cuộc chiến chống lại bất kỳ quốc gia nào. Thứ hai, là lãnh thổ Hoa Kỳ có thể có nguy cơ bị tấn công hạt nhân. Trong trường hợp này, có thể giả định rằng Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của họ sẽ là những nước đầu tiên tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào một quốc gia thù địch hoặc một số quốc gia để đe dọa phản ứng tương tự. Và lý do thứ ba, đây có thể là một thảm họa thiên nhiên hoặc thảm họa do con người gây ra trên phạm vi toàn quốc. Ví dụ vụ phun trào của siêu núi lửa Yellowstone. Nếu một vụ phun trào tương tự xảy ra, thì một phần ba dân số Mỹ sẽ nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Theo giới quan sát, vụ phun trào sẽ tiêu diệt toàn bộ sự sống trên lục địa Mỹ. Cần phải hiểu rằng, vụ phun trào Yellowstone có thể được kích hoạt bằng cách nào đó. Nhưng ai sẽ thực hiện nó nếu chính người Mỹ dự đoán sắp áp dụng thiết quân luật? Liệu chính quyền Biden có ra lệnh cứu vãn quyền lực của giới tinh hoa toàn cầu hay không? Bởi Biden là niềm hy vọng duy nhất và cuối cùng cho những người theo chủ nghĩa toàn cầu. Nếu những báo cáo của đại tá McGregor về thảm họa tài chính toàn cầu là đúng thì rõ ràng chúng có liên quan trực tiếp đến các sự kiện ở Trung Đông. Theo đó, những gì đang chờ đợi nước Mỹ và toàn bộ thế giới tài chính trong tương lai gần cũng có thể được lấy làm cảm hứng từ hoạt động vận động hành lang của Israel tại Mỹ. Tại sao Israel tấn công các bệnh viện ở Gaza. Israel tuyên bố trụ sở của Hamas nằm bên dưới Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở giải Gaza. Nhưng lực lượng của họ cho đến nay vẫn chưa đưa ra được bằng chứng chứng minh cho điều này. Vậy tại sao Israel lại tấn công các bệnh viện trong vùng bị bao phủ như vậy? Israel đã bao vây bệnh viện Al-Ali ở thành phố Gaza vào hôm thứ Năm, sau khi tiến hành cuộc đột kích vào bệnh viện lớn nhất Al-Shifa vào một ngày trước đó. Israel từ lâu đã tuyên bố Hamas hoạt động ở Al-Shifa, mặc dù không thể cung cấp bằng chứng cho thấy trụ sở chính đang ẩn náu bên dưới cơ sở này nhưng israel đã đưa ra bằng chứng cho thấy rằng sự hiện diện vũ trang tại địa điểm này và điều này đã bị chế giễu rộng rãi quân đội israel đã đăng tải đoạn phim lên mạng xã hội cho thấy súng trường chất nổ và đồng phục của hamas tại al shifa nhưng không có cách nào chứng minh được là ai đã mang những món đồ này đến bệnh viện đồng thời một đoạn video cũng được phát hành cho thấy có một đường hầm khủng bố tại đây dù động cơ của các cuộc tấn công vào bệnh viện của Israel là gì đi nữa, thì chúng chắc chắn rằng đang cản trở khả năng của người Palestine trong việc ghi lại số liệu thương vong. Sự hỗn loạn tại các bệnh viện sẽ làm cho các công việc của các y bác sĩ trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là khi các cơ quan y tế Palestine cho biết việc thu thập số liệu thương vong chính xác ở Gaza ngày càng trở nên khó khăn do sự sụp đổ của bệnh viện và hệ thống y tế ở nhiều nơi trên giải đất Gaza. Tuần trước, thì Paparalia, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề cận đồng, cho biết rằng số người thiệt mạng ở Gaza, nơi sinh sống của 2,3 triệu người, có thể cao hơn con số được trích dẫn. Việc nhắm mục tiêu vào các bệnh viện, bao gồm cả Al-Shifa, nơi có thời điểm chứa 60.000 người phải di rời, đã tạo điều kiện cho Israel đẩy dân số về phía Nam. Có những lo ngại rằng người Palestine sẽ tiếp tục bị đẩy ngày càng xa về phía Nam, cho đến khi họ buộc phải sang nước láng giềng Ai Cập, lặp lại hành động thành lọc sắc tộc xảy ra với người dân của họ trong thời kỳ Napa. Napa là cuộc thanh lọc sắc tộc đối với khoảng 750 người Palestine cùng với việc thành lập nhà nước Israel vào năm 1948. Nó được xem như một quá trình liên tục kéo dài qua nhiều thập kỷ. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho rằng các báo cáo của các đối tác nhân đạo cho thấy một tỷ lệ lớn và có khả năng hầu hết người tị nạn còn lại ở phía Bắc đã phải di rời. Liệu rằng người dân Palestine sẽ phải đi về đâu? Khi ở cả phía Bắc và phía Nam của giải đất đều không có nơi an toàn. Và thông tin này cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.